Rồi, hello các bạn đã kênh Biếm Trang Channel của mình, tiếp tục làm video mới nha. Bạn game là Robbery Bob 2 vs lại game Shaman Run. Rồi, đầu tiên mới vô mình sẽ đi phần Robbery Bob 2 trước nha, sử dụng nhân vật giá bệt. Phần này mình sẽ đi phần Shaman Bay nha các bạn. Rồi, ok, sau đó mình sẽ đi phần Shaman Run. Rồi, thank you các bạn đã xem ủng hộ kênh Biếm Trang Channel của mình. Oh.
Boom!